Cái bạn thân mến, khi mà chúng ta bấm cái gắn USB vô, các bạn nên bấm cái phần chữ Y này các bạn ha. Đó, bấm chữ Y này. Các bạn thân mến, khi mà chúng ta bấm cái USB gắn vô trong ổ, chúng ta sẽ tìm cái multipath này các bạn, ta bấm chữ Y các bạn ha. Thì nó sẽ ra là cái phần reset, tức là phần của trong cái máy. Rồi ta bấm cái nút tab cái bên này, mà nút tab vô thì ra cái phần user. Cái phần user là cái phần bạn đã có ha, bạn đã xài đó. Rồi bạn cái bấm bấm cái thứ ba nữa các bạn, rồi cái USB. Bây giờ đó chúng ta sẽ tìm cách là copy cái này ha, copy hết cái này vô trong cái ổ các bạn. Mà ta phải mở một cái folder mới trong này ha, ta bấm tab lại, bấm lại tab lại nữa các bạn. Để ta sẽ bấm cái phần menu này ha, bấm lại đó, ta dùng mở cái folder ha. Bấm cái folder rồi ta bấm ok, thì chúng ta sẽ tạo ra một cái folder, new folder mới các bạn ha. Rồi chúng ta bấm tab, rồi chúng ta bấm dưới này nè các bạn, ta bấm cái chữ copy, copy nè, copy tức là cái nút số 3 thế các bạn, nút số 3 là copy nè đó. Rồi ta bấm chữ on các bạn, on này ha, rồi ta bấm ok, rồi ta mới trở về user đó các bạn. Ta mở new folder, ta bấm trên cái chữ A, ta bấm trên chữ A đó. Rồi ta paste vô các bạn. Rồi như vậy là các bạn có cái multipath nó nằm trong cái ổ rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ có quyền gỡ cái USB ra các bạn, USB ra, nghe ta không lo nữa, tức là cái phần multipath nó nằm trong cái USB các bạn rồi ha. Bạn ta sẽ đi tìm hiểu cái phần multipath cái này ha, ta coi nó là sao. Thì ta bấm multipath này lên này, không phải cho reset ha, ta bấm cái thứ nhì nó ra cái phần tab, thì cũng là của cái phần user các bạn. Rồi ta bấm phần new folder thì chúng ta sẽ nói có hai phần. Một phần là Bolero, Bolero phần đệm các bạn, phần đệm tự động, tức là phần đệm những cái cú pháp đệm cho nó hay á, như là phần phân, phân thưởng phân thứ. Và cái phần hai là các điệu còn lại. Các điệu còn lại thì nó phần đệm mà hiệu ứng nhiều hơn các bạn ha. Đấy, giúp ta tìm cái phần hiệu cái này, tìm hiểu cái Bolero. Thì Bolero nó gồm có các phân các bạn, phân 1, phân 10 dân ca, phân 2, phân 3, phân 4, phân 5, phân 6. Các phân này đó là nó 8 cái phân các bạn, 8 cái phân, mà mỗi cái phân của nó như vậy đó là nó có 4 câu phân, như vậy 8 câu là thành 32. Ta sử dụng cái này là cho cái phân thứ nha các bạn ha, phân thứ là trên la thôi chứ không có tuần hoàn được ha. Ta bấm la thôi này, nó phân trên câu la thôi. Còn nếu ta bấm những cái tâm khác như si hay là đô là chúng ta sử dụng phần trăng bô, phần bô dê đó ta cộng lên ha, trăng bô dê đó ha. Đó, cái đó là 8 cái phần này, 8 là nó phần phân tự động, tức là chúng ta bấm cái giai điệu. Còn cái phần mà 6A, phần 6 cú pháp, phần điệp khúc, nó phần này nữa là phần điểm hát, tức là cái phần mà nó mình có thể sử dụng cái phần này trên các tông gì cũng được, tông đồng đô, tông rê, tông trưởng, tông thứ gì được ha, mà trăng bô cũng được nha các bạn lưu ý. Còn cái mấy cái phần 1, phần 2 này nè, chỉ trên la thứ mà thôi ha. Không có tông khác được nha, chỉ ra thứ thôi. Và muốn tông khác thì phải tăng mô dê, đó là nút tự động. Rồi cái phần 2, nếu cái phần tranh này nè các bạn, là cái phần này là cái phần hiệu ứng của nó. Từng tranh nó hiệu ứng của nó cho kỹ thuật cho nó hay, giống như trong Semler các bạn. Rồi, phần phân 1, phân 2, phân 3 trưởng thì nó gồm mỗi băng có 4 phần. Vậy là 12 câu phân trưởng các bạn ha, để đánh nhanh chứ ta đánh không kịp ha. Phần kết hợp là phần điện tự động của cái bolero, tức là nó tuần hoàn các bạn. Sau đó khi xong ta bấm cấp này ra, thế ta coi các điệu còn lại. Điệu còn lại thì có các điệu là van, điệu tango, điệu slow rock, điệu disco, vân vân. Rồi hiệu ứng, điệu rap, samba. Đây ta có điệu slow rock, điệu slow sọp, vân vân. Tổng cộng cũng khoảng 10 điệu trở lại các bạn. Thì chúng ta sẽ trở lại bolero. Đó. Chúng ta sẽ thí nghiệm trên cái tông trưởng và tông thứ các bạn ha. Xin cảm ơn. Sử dụng cái phân có hiệu quả thì chúng ta nhớ chọn cái phân, chẳng hạn như cái phân ở trên màn hình, ví dụ trên này ta bấm này này có nhiều phân, ta ví dụ chọn chọn phân 2 các bạn ha, chọn phân 2. Rồi bolero ta có rumba 83 ha, để chọn tiếng chọn điệu. Sau đó là chúng ta sẽ bắt đầu phân các bạn, nhớ là khi hết câu ta phân nha, phân đầu 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 tăng ha. Tôi sẽ làm thử cho các bạn coi, bấm từ cái phần này các bạn ha, phân 1, phân 2, phân 3, phân 4 ha. Để nhớ là khi đánh hết câu ta mới phân nha.
Các bạn nhớ là cái phần multipass á, cái volume của multipass thì chỉnh lên nó cao chút ha các bạn, đó là lại đây. Hay là cái câu này, cái câu 3, câu 4, 4. Đây là phần 3, phần tí trèo của phần 2, phần 2 của phần 3 này. Hay là chúng ta chọn cái phân trưởng các bạn. Phân trưởng thì ví dụ bấm mình là bấm phân trưởng ha. Ta phân bên đây. Câu này câu 2. Phần này phần này qua trưởng 3 7. Phần 4. Mà có những câu nó qua trưởng và qua thật 7 luôn các bạn. Xin cảm ơn các bạn.